chào tất cả các bạn đến với kênh Cao Xin Theo Hoàng Mai, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh mỹ bãi pro các nhé. Sau khi clip 4725X đăng tải thì sau khoảng hơn một ngày thì em nó lại lên đường các bác nhá. Xin chào em Duy, xóm chung thôn Yên Tiến, nhận ý lên Nam Định, đã sở hữu cặp khung đơn 4725X, bình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Clip này là clip tiến em lên đường luôn này. Anh test qua lại và sau khi đó đóng gói gửi cho em chung theo đường xe ô tô về Ý Yên Nam Định. Hôm trước em cũng lấy của Cao Xin Theo Hoàng Mai một bộ mic và em cũng có nói là quá mới anh ạ. Và đây là lại đôi loa nữa, lại quá mới luôn em nhá. Có cái gì bằng cái độ tin tưởng, và xin cảm ơn em Duy cũng đã giữ tin tưởng Cao Xin Theo Hoàng Mai, và em cũng đã chuyển đủ tiền cho Cao Xin Theo Hoàng Mai, cũng chỉ nhanh thôi, test sơ qua thôi, vì clip trước em cũng đã nói về đôi loa này rồi, nên chỉ quay sơ sơ qua tình trạng của em nó, nhìn đã biết là em nó đẹp như thế nào được các anh nhá, cho nên không cần phải soi mói nhiều để cho nó mệt người nhỉ. Tình trạng zin tét đẹp chỉ có thiếu một chút thôi các bác nhá. Một lần nữa Cao Xin Theo Hoàng Mai xin cảm ơn tất cả các bác, và sau clip của em Duy Ý Yên Nam Định này thì lập tức Cao Xin Theo Hoàng Mai sẽ setup một bộ gần 300 triệu để gửi đi Sài Gòn các bác nhá. Mong các bác đón nhận clip sau sẽ gần, rất gần đây thôi, cách vài tiếng đồng hồ em sẽ xét đáp sơ qua và gửi cho em trong Sài Gòn, tí đã có tên tuổi địa chỉ đồng hoàng các bác nhá. Một lần nữa Cao Xin Theo Hoàng Mai xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip, hẹn các bác clip sau.